Em phải cởi áo ra, như thế nó mới đẹp chứ. Em cứ nằm xuống đây, phải thật thoải mái nhé. Ánh mắt thật hạnh phúc. Em kéo váy lên một chút, đùi đẹp thế cơ mà. Thôi, em thấy nó cứ thế nào ấy. Nó làm cho em đẹp lên rất nhiều đấy. Thật á? Nhưng em có một gương mặt rất quý phái, thật gợi cảm, mặn mà. Thật ạ? Nhưng đàn ông các anh lại thích mấy cô đào hát hơn. Thật đáng thương cho những kẻ không biết quý trọng những gì mình đang có. Nếu em là của tôi, em sẽ là bà hoàng. Bà hoàng, em hiểu chứ? Trời ơi, đồ khốn nạn, đồ gian phu dâm phụ. Vậy mà còn lên mặt tiết hạnh à? Tiết hạnh, tiết hạnh mà dẫn trai về nhà à? Người ta là họa sĩ, tôi nhờ vẽ chân dung thế thôi. Còn hơn ông, bỏ vợ ở nhà để qua đêm trong nhà thổ, cứ làm như là mình tử tế lắm ý. Ông đánh đi, tôi sẽ cho cả cái phố này biết mặt ông tử tế như thế nào. Cô dám? Nếu ông dám. Nói cho mà biết, tôi đây có lang trạ cũng chả ai thèm chấp. Nhưng nếu thiên hạ biết thì người ta sẽ bảo ông phán làm sao mà để vợ phải hư. Phải hư. Tôi hư là tại ông. Ông hiểu chưa? Khoan đã. Khoan. Tôi lấy ông, tôi xin ông, tôi chưa làm gì cô ta cả. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vâng vâng, chỉ là hiểu lầm thưa ông. Sen, tránh đường. Đũi dạ. Lấy nước cho ông uống. Vâng.